phố cá lóc nướng thành phố Hồ Chí Minh hết cảnh kẹt xe ngày vía thần tài. So với những năm trước, người đến mua cá lóc nướng tại đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh không quá đông. Cảnh buôn bán nhộn nhịp nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Sáng sớm 19/2, mùng 10 tháng Giêng, đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đông người đến mua cá lóc nướng để cúng ngày vía thần tài. Khoảng 5 giờ, nhiều người lo sợ cảnh đông đúc, xếp hàng nên đã đến sớm để mua cá lóc nướng tại đây. Trên đoạn đường khoảng 500m có đến hàng chục cửa hàng cá lóc nướng lớn, nhỏ. Thường ngày, tại đây không quá đông. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ mỗi năm chỉ chờ đến ngày vía thần tài mới bán được số lượng lớn. Ông Nguyễn Trung, chủ một tiệm cá lóc nướng cho biết cửa hàng ông nhập 3.000 con, khoảng 3 tấn cá cho ngày vía thần tài. So với mọi năm thì năm nay chúng tôi nướng cá ít hơn vì cảm thấy sức mua giảm, ông Trung nói. Giá bán cá lóc nướng năm nay đắt hơn mọi năm khi con nhỏ giá 200.000 đồng, con lớn 220.000 đồng. Ông Thành, một người sống ở gần đây, đến mua hai con cá lóc cỡ lớn với giá 220.000 đồng. Ông cho biết đều đặn mua cá ở chỗ này từ trước lúc con phố trở nên nổi tiếng. Anh Trương Văn Tân, quận Tân Phú, cũng đã mua cá lóc nướng cúng ngày vía thần tài ở đây suốt 5 năm qua. Anh nhận xét cá ở đây ngon nên không chỉ ngày lễ này mà những ngày thường gia đình anh cũng mua. Đến khoảng 7 giờ, con phố trở nên nhộn nhịp hơn. Nhiều người vẫn xếp hàng để chờ mua được cá lóc ở một số cửa hàng nổi tiếng.